Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020. Thưa quý vị, hôm qua tại tỉnh Long An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 10 năm ngày mất của giáo sư Trần Văn Dầu, 16 tháng 12 năm 2010, 16 tháng 12 năm 2020. Tại lễ dâng hương, đoàn đại biểu thành kính tri ân, dành phút mặc niệm tưởng nhớ giáo sư Trần Văn Dầu và những công lao to lớn của ông đối với quê hương đất nước. Sau ngày mất của giáo sư, thì Thành phố Hồ Chí Minh và Long An đã có những cái hoạt động phối hợp nhằm tôn vinh những cái giá trị nhân văn, những cái giá trị truyền thống của cha ông cho thế hệ hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với Long An là chuyển giao cái thư viện sách, toàn bộ thư viện sách của giáo sư phải nói là một kho tàng, về cho thư viện trước mắt ở thư viện tỉnh Long An lưu giữ. Mặt khác là tỉnh Long An đã lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng cái khu lưu niệm, cái nơi sinh ra của giáo sư, cái nơi chúng ta làm lễ kỷ niệm 10 năm ngày mất của giáo sư hôm nay, là cái khu di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Với 100 năm tuổi đời, 81 năm tuổi đảng, hoạt động cách mạng liên tục và sôi nổi trên nhiều cương vị khác nhau, giáo sư Trần Văn Dầu đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Từ một thanh niên trí thức yêu nước, ông đã đến với chủ nghĩa Mác Lênin, trở thành chiến sĩ cộng sản, nhà cách mạng kiên trung, vượt qua ngục tù, đòn roi của kẻ thù, lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 tại Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định và các tỉnh Nam Bộ thành công. Ông cũng là một trong những người đầu tiên khai sáng ra nền giáo dục đại học của nước nhà, trở thành người thầy của những người thầy, cây đại thụ của khoa học, xã hội và nhân văn nước Việt Nam. Giáo sư Trần Văn Dầu vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 1992, danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý khác. Nhằm giúp bà con nông dân có điều kiện tốt để làm ăn vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vững, Hội Nông dân đã phối hợp cùng với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Tết Nghĩa Tình Xuân Tân Sửu 2021. Chương trình diễn ra tại Nhà hát Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với kỳ vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để bà con nông dân được tạo điều kiện tốt để làm ăn vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vững. Năm 2019, tại chương trình Tết Nghĩa Tình, ông Trương Thành Nghĩ, nông dân xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, được tặng một chiếc máy bơm nước. Từ đó đến nay, hơn 3 công ruộng của ông là toàn những mùa vàng, thu hoạch hơn 100 dạ một năm. Và khi chính nhân khẩu trong gia đình đã có của ăn của để, ông Nghĩ bắt đầu sắm máy bơm mới, chuyển giao máy bơm mình đang sử dụng cho nông dân khác trong xã. Nói chung cũng nhờ cái máy này 2 năm, lúc trước thì làm có một vụ, vụ sau nước nó ngập khó làm, năm nay mà 2 năm nay giờ cái máy này tôi được làm được 2 vụ, năng suất nó tăng lên gấp đôi. Thật sự vậy, tôi thấy là năm nay là tôi có làm thêm một số nữa, thành ra cái tôi có mua máy mới, tôi nhờ nhường lại lợi cho anh Một Nguyễn Hồng Cứ. Nói chung là rất là phấn khởi, rất là mừng, tại vì nông thôn thì phải cần cái máy bơm. Cũng thành thật cảm ơn trước Hội Nông dân thành phố, sau Hội Nông dân huyện. Năm 2020 đầy biến động và khó khăn bởi tình hình dịch bệnh, thiên tai, kinh tế và đời sống bị ảnh hưởng đáng kể. Nhưng từ nguồn vận động đóng góp của các doanh nghiệp và tổ chức cá nhân, Hội Nông dân thành phố đã thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa, hỗ trợ nông dân vươn lên thoát nghèo, cải thiện sinh kế, tạo được thu nhập ổn định, đồng thời tạo điều kiện chia sẻ những kinh nghiệm làm nông, làm giàu trong thời kỳ nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến công nghệ cao. Trải qua 13 năm tổ chức đến nay, chương trình đã nhận được rất nhiều những tấm lòng hảo tâm, những phần quà Tết ấm áp nghĩa tình, những căn nhà tình thương thật vững chắc, những sổ tiết kiệm nghĩa tình để trang trải một phần viện phí, những suất học bổng tiếp xuất cho con em nông dân đến trường, những công cụ, phương tiện sinh kế để lao động sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập. Và Hội Nông dân thành phố cam kết sử dụng nguồn kinh phí tiếp nhận thật hiệu quả, đúng mục đích. Trong thời gian tới, tôi cũng mong rằng các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các ngân hàng và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống nghĩa tình của người dân Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục đồng hành cùng Hội Nông dân thành phố, chăm lo, hỗ trợ cho bà con nông dân có thêm điểm tựa để trên hành trình giảm nghèo bền vững,
và tạo dựng cuộc sống ấm no, tốt đẹp hơn. Để trên chặng đường xây dựng và phát triển nông nghiệp của thành phố hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, sẽ không có một người nông dân nào bị bỏ lại phía sau. Kết thúc chương trình, Hội Nông dân thành phố đã tiếp nhận nguồn kinh phí huy động được cho quỹ Tết Nghĩa Tình năm nay là trên 9 tỷ 130 triệu đồng, dùng để hỗ trợ nông dân vươn lên thoát nghèo, cải thiện sinh kế, tạo được thu nhập ổn định. Thưa quý vị, có thể nói chương trình giao lưu nghệ thuật Tết Nghĩa Tình Xuân Tân Sửu 2021 là dịp để nhìn lại chặng đường chăm lo cho người lao động nghèo, bà con nông dân của Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh với những hoạt động hỗ trợ rất thiết thực, thể hiện được tính nhân văn của một chương trình không chỉ dừng lại ở việc xây dựng nông thôn mới, mà điều đặc biệt đó chính là hỗ trợ cho bà con nông dân, giúp họ có thể thoát nghèo bền vững. Những kết quả đó như những cánh én báo tinh xuân giữa sự lớn mạnh phồn vinh của một thành phố mang tên Bác. Tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2020 với chủ đề xúc tiến thương mại phát triển xuất khẩu bền vững trong bối cảnh thực thi EVFTA và CPTPP và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tính đến hết tháng 11 năm 2020, nước ta đạt mức xuất siêu kỷ lục 20,1 tỷ đô la Mỹ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng ước đạt 489,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19, xuất khẩu đã trở thành điểm sáng và là tiền đề quan trọng để nền kinh tế vững bước vào năm 2021. Để hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2020-2025, góp phần phát triển xuất khẩu bền vững trong bối cảnh thực thi EVFTA và CPTPP và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Về thị trường trọng điểm, Việt Nam sẽ tập trung xúc tiến tại các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ và thị trường các khối nước đối tác đã ký hiệp định thương mại tự do như EU, Canada, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, đồng thời khai thác các thị trường mới ở Trung Đông và Châu Phi. Mời quý vị theo dõi nội dung điểm báo. Báo Quân đội Nhân dân trích một số ý kiến hưởng ứng chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, phòng chống tham nhũng với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn. Về công tác giám sát, cần tăng cường sự giám sát của nhân dân, của cơ quan, của tập thể, càng trọng càng tốt. Các cơ quan như Ủy ban Kiểm tra, Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Thanh tra và ngay cả các cơ quan báo chí đều là mục tiêu để các đối tượng tham nhũng tác động, đặc biệt là những người đứng đầu các cơ quan này. Quan trọng nhất là cơ chế bảo vệ người tố cáo, giữ được việc làm, thu nhập cho họ, bảo mật thông tin cá nhân của họ trước đối tượng tham nhũng để tránh động thái trả thù, cùng với việc xử lý những vấn đề liên quan trong việc bao che tiếp tay, chống lưng cho tham nhũng. Ba tình nguyện viên đầu tiên được lựa chọn từ hơn 200 tình nguyện viên sẽ chính thức nhận mũi tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 cho Việt Nam sản xuất. Thông tin trên báo Người Lao Động, tất cả những người tham gia thử nghiệm sẽ được tiêm bắp 2 liều vaccine. Khoảng cách giữa hai mũi tiêm là 28 ngày. Mỗi tình nguyện viên được theo dõi trong 56 ngày để đánh giá mục tiêu nghiên cứu và theo dõi đến tháng thứ 6 kể từ liều tiêm đầu tiên. Học viện Quân y và công ty Nanogen đã chuẩn bị rất kỹ cho khâu thử nghiệm lâm sàng. Trong đó, sự an toàn của các tình nguyện viên sẽ là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Mâu thuẫn dai dẳng quanh phí bảo trì chung cư là bài viết đáng chú ý trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Luật nhà ở quy định phí bảo trì chung cư là chủ đầu tư thu hộ cho cư dân. Thế nhưng phần nhiều chủ đầu tư vẫn giữ khư khư như của mình. Hơn 15 năm qua, với hai lần ban hành luật nhà ở, cho đến nay, phí bảo trì vẫn rối. Tháng 8 năm 2020, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ giải pháp. Người mua thuê mua nhà ở, chủ đầu tư phải đóng 2% kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư vào một tài khoản. Chủ đầu tư không được tự ý dùng vào mục đích khác và ghi thống nhất tài khoản đã mở trong hợp đồng mua bán, thuê, mua căn hộ. Để bảo vệ các hệ sinh thái và phát triển nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần phối hợp với các địa phương ven biển, đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật thủy sản năm 2017. Cũng theo bài viết trên báo Nhân dân, rất cần sự đồng hành của ngư dân, đây là yếu tố thay đổi cách khai thác, mới tạo nên sự bền vững trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, cũng như an ninh chủ quyền biển đảo quốc gia.
Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Chính phủ cho phép Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và áp dụng các quy chuẩn phòng cháy chữa cháy đặc thù. Phó Giám đốc Công an Thành phố cũng kiến nghị Chính phủ có quy định hướng dẫn về việc thành lập hiệp hội phòng cháy chữa cháy các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và trên phạm vi cả nước nhằm tranh thủ các nguồn lực, nguồn vốn, kinh nghiệm trong xã hội đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Trước mắt thì có thể cho thí điểm thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Các sàn thương mại điện tử thừa nhận khâu giao hàng là một trong những bước mà người tiêu dùng dễ bị mắc bẫy của những kẻ lừa đảo nhất. Báo Tuổi Trẻ đã trích ý kiến của ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. Việc kiểm hàng phải là quyền đương nhiên của người tiêu dùng. Việc giao hàng sai, hàng bị tráo gây tổn thất cho người mua ngày càng cao, thì chính sách đồng kiểm nên đặt ra một cách nghiêm túc, có thể xử lý mạnh tay để răn đe. Tin thế giới. Thưa quý vị, 27 nước thành viên Liên minh châu Âu EU đang lên kế hoạch khởi động tiêm phòng vaccine COVID-19 trong cùng một ngày nhằm thể hiện sự đoàn kết toàn khối. Tuyên bố trên vừa được Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC đưa ra trong bối cảnh khối này đang đứng trước sức ép về việc phải đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn vaccine. Phát biểu tại nghị viện châu Âu EP, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho rằng phải có 70% dân số được tiêm phòng thì mới khống chế được đại dịch. Đây là số lượng rất lớn nên 27 nước thành viên cần khởi động chiến dịch tiêm phòng cùng nhau, bắt đầu vào cùng một ngày. Theo quy định, từng nước EU có thể tự tiến hành chương trình tiêm phòng, nhưng EC muốn các nước phối hợp cùng nhau để đảm bảo không nước nào bị bỏ lại phía sau. Hiện EU đang bị dư luận trong khu vực thúc ép phê chuẩn lưu hành vaccine để bắt kịp Mỹ và Anh. Đây là hai nước đã tiến hành chiến dịch tiêm chủng đại trà cho người dân bằng vaccine của Pfizer và BioNTech. EU cũng đang cân nhắc cấp phép lưu hành vaccine này vào ngày 21 tháng 12, nhanh hơn một tuần so với dự kiến ban đầu. Nga bắt đầu tiêm chủng đại trà quy mô toàn quốc. Các nhân viên y tế sẽ là những người được tiêm đầu tiên. Sau đó, việc tiêm chủng sẽ triển khai ra các cộng đồng dân cư. Hiện Bộ Y tế Nga đã lập kế hoạch phân phối thuốc để cung cấp cho các khu vực trong 3 tháng tới. Dự kiến năm 2021, số người được tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí ở Nga có thể lên tới hàng chục triệu người. Bộ Y tế Nga ngày 15 tháng 12 cho biết tất cả các khu vực của nước này đã bắt đầu tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19. Hiện tất cả các khu vực đã sẵn sàng tiếp nhận vaccine, thống nhất các thông số cho công tác vận chuyển, bảo quản và tiêm chủng. Nga là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng ký vaccine ngừa COVID-19. Kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 cho thấy vaccine Sputnik V của Nga đạt hiệu quả trên 90%. Đơn vị phát triển lô vaccine này của Nga khẳng định Sputnik V có thể bảo vệ cơ thể trong 2 năm. Cũng vào hôm qua, Anh và Ấn Độ đã cam kết đảm bảo quyền tiếp cận công bằng về vaccine ngừa COVID-19 cho những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Cam kết được đưa ra trong bối cảnh giới chuyên gia đang liên tục cảnh báo về nguy cơ mất cân bằng phân phối vaccine COVID-19. Một nghiên cứu mới đây đánh giá ít nhất 20% dân số thế giới không thể tiếp cận vaccine cho đến tận năm 2022. Tại Đông Nam Á, tình hình dịch COVID-19 cũng đang diễn biến hết sức phức tạp, với các ca nhiễm mới liên tục gia tăng tại một số nước. Nhằm đối phó với sự bùng phát của dịch bệnh, thì Indonesia đã thông báo kế hoạch tiêm chủng đại trà miễn phí cho người dân. Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết nước này sẽ cung cấp miễn phí vaccine COVID-19 cho mọi công dân và ông sẽ là người đầu tiên tiêm chủng. Indonesia đã nhận 1.200.000 liều vaccine đầu tiên từ hãng Sinovac Biotech của Trung Quốc. Tuy nhiên, chế phẩm này vẫn đang trong quá trình chờ cấp phép sử dụng. Hiện dịch COVID-19 đã lây lan ra toàn bộ 34 bang của Indonesia với hơn 636.000 ca mắc và hơn 19.000 ca tử vong. Riêng trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận hơn 6.700 ca mắc. Cũng trong 24 giờ qua, Philippines ghi nhận thêm 1.100 ca mắc mới và 21 người tử vong. Đáng chú ý, số ca mắc tại khu vực thủ đô Manila đang gia tăng. Chính quyền đã hối thúc người dân cảnh giác và tuân thủ nghiêm hướng dẫn y tế trong bối cảnh Giáng sinh và năm mới đang tới gần. Còn tại Malaysia, nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm ngừng việc tổ chức bầu cử bổ sung tại hai đơn vị bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng tới, sau khi các ca nhiễm mới không ngừng tăng trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 hoành hành trên toàn thế giới đã thay đổi hẳn sinh hoạt hàng ngày, và về mặt công việc thì nhiều ngành công nghiệp cũng phải chật vật thay đổi theo. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ngành vẫn phát triển mạnh, thậm chí là có những bước đột phá mới. Những tiến bộ gần đây trong công cuộc khám phá và chinh phục không gian là các ví dụ mới nhất về những nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà khoa học trong thời gian qua.
Thưa quý vị, cao hơn, nhanh hơn và xa hơn, nỗ lực chinh phục vũ trụ đã đạt nhiều tiến bộ vượt bậc trong 6 tháng trở lại đây. Những bước tiến này đã khiến nhiều người ngạc nhiên. Ví dụ, chỉ vài giờ sau khi được phóng lên, tàu vũ trụ đã có thể lắp ghép với trạm vũ trụ quốc tế ISS thay vì 2 ngày như trước, hay nhiều người có thể du lịch không gian trong thời gian tới. Thử nghiệm tuyệt vời, chúc mừng đội ngũ của Starship là thông điệp được SpaceX hiển thị phía trước hình ảnh đống tro bụi từng là tên lửa. Sự cố xảy ra hôm 10 tháng 12 vừa qua khi nguyên mẫu tàu Starship phiên bản SN8 của SpaceX bất ngờ nổ tung vào lúc sắp hoàn thành thử nghiệm. Nguyên nhân là do tiếp đất quá nhanh. Nhưng lần thử nghiệm này vẫn được đánh giá là thành công vì những cột mốc mới trong chuyến bay phức tạp nhất mà Starship từng thực hiện. Đặc biệt, tàu SN8 đã lên tới độ cao là 12.500m rồi mới thực hiện chuyến hạ cánh theo chiều thẳng đứng, trong khi kỷ lục trước đó chỉ có vỏn vẹn 150m. Đây được xem là cột mốc vô cùng quan trọng đối với tham vọng đưa người lên sao Hỏa bằng tàu Starship mà Elon Musk nói có thể làm được trong 6 năm nữa. Hồi tháng 5, SpaceX đã làm nên lịch sử khi phóng thành công tàu vũ trụ Crew Dragon chở hai phi hành gia NASA Bob Behnken và Doug Hurley vào quỹ đạo trái đất, sau đó lên đường đến trạm vũ trụ quốc tế ISS. Khoảnh khắc tên lửa đẩy Falcon 9 mang theo tàu Crew Dragon được phóng từ trung tâm vũ trụ Kennedy ở Mỹ cũng chính là lúc SpaceX trở thành tập đoàn tư nhân đầu tiên đưa người lên quỹ đạo, mở ra một kỷ nguyên mới của ngành hàng không vũ trụ. Đến giữa tháng 11, SpaceX tiếp tục đưa 4 phi hành gia gồm 3 người Mỹ và 1 người Nhật Bản lên quỹ đạo trái đất bằng tên lửa Falcon 9, đánh dấu mốc quan trọng cho phép Mỹ tiếp tục triển khai hoạt động đưa các phi hành gia lên ISS thông qua các đối tác thương mại như SpaceX. Trước đó, vào ngày 14 tháng 10, tàu vũ trụ Soyuz MS-17 của Nga chở theo 3 phi hành gia đã được phóng siêu nhanh lên trạm vũ trụ quốc tế. Cụ thể, tàu đã lập kỷ lục chuyến bay nhanh nhất đến ISS chỉ sau 3 giờ 3 phút kể từ khi cất cánh từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, thay vì đi chặng đường dài 6 giờ hoặc 2 ngày như trước kia. Hôm 9 tháng 12, cơ quan vũ trụ Mỹ NASA đã công bố danh sách 18 phi hành gia sẽ được huấn luyện cho chương trình hạ cánh lên mặt trăng có tên Artemis. Một nửa trong số này là phụ nữ. Hầu hết những người trong nhóm đều ở độ tuổi 30 hoặc 40. Một số người thậm chí chưa từng bay vào vũ trụ lần nào. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã giới thiệu các phi hành gia trong cuộc họp cuối cùng với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Vũ trụ Quốc gia Mỹ. Dự kiến người đàn ông và người phụ nữ tiếp theo lên mặt trăng sẽ được lựa chọn từ nhóm phi hành gia này. Năm 2020, các nhà khoa học còn khám phá ra những bí ẩn chưa từng được biết tới về hệ mặt trời và những hành tinh xa xôi. Những hé lộ này có thể là chìa khóa mở ra những chuyến du hành xa hơn vào không gian của con người. Cũng có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nguồn gốc và sự hình thành của trái đất. Từ đó có những sáng kiến giúp cuộc sống được cải thiện. Hôm 15 tháng 12 vừa qua, cơ quan vũ trụ Nhật Bản JAXA thông báo rằng họ đã thấy rất nhiều mẫu đất và khí lấy được từ tiểu hành tinh Ryugu xa xôi sau khi tiến hành mở khoang con thoi của tàu vũ trụ Hayabusa 2. Trước đó, tàu Hayabusa 2 đã đưa mẫu vật trở về trái đất an toàn, hoàn thành sứ mệnh kéo dài 6 năm trên tiểu hành tinh Ryugu cách đây khoảng 300 triệu km. Các nhà khoa học tin tưởng rằng các mẫu vật dù vô cùng nhỏ bé nhưng sẽ cung cấp manh mối quan trọng về nguồn gốc của hệ mặt trời và sự sống trên trái đất. Đã hơn 10 năm kể từ khi chúng tôi bắt đầu dự án này và 6 năm đã trôi qua kể từ khi chúng tôi phóng tàu Hayabusa 2. Những mẫu đất lấy từ tiểu hành tinh mà chúng tôi ao ước cuối cùng đã nằm trong tay chúng tôi đây. Trung Quốc cũng tỏ ra không kém cạnh. Ngày 13 tháng 12, tàu thăm dò hàng ngàn năm của Trung Quốc đã mang theo các mẫu đất đá lấy từ mặt trăng quay trở về trái đất. Trước đó, tàu đã đổ bộ xuống khu vực được cho là nơi hoạt động của một núi lửa cổ đại của mặt trăng và thu thập được khoảng 2kg mẫu đất đá. Các nhà khoa học cho rằng các mẫu đất sẽ giúp họ hiểu hơn về lịch sử của mặt trăng cũng như các thiên thể khác trong hệ mặt trời. Vào tháng 7, NASA đã công bố những hình ảnh chụp gần bề mặt của mặt trời nhất từ trước tới nay. Loạt ảnh được chụp khi tàu thăm dò Solar Orbiter bay ở khoảng cách 76 triệu km vào giữa tháng 6. Điểm đáng chú ý là vô số những đốm lửa trại nhỏ kỳ lạ được ghi hình lần đầu tiên. Chúng có thể góp phần lý giải tại sao lớp ngoài cùng của khí quyển mặt trời lại nóng hơn nhiệt độ trên bề mặt. Hiểu được điều này có thể giúp các nhà khoa học dự đoán thời tiết vũ trụ, đồng thời lập kế hoạch đối phó với các sự kiện thời tiết gây hại, ảnh hưởng tới mạng lưới điện hay hệ thống GPS.
Nghề dọn rác vũ trụ rất có thể sẽ ăn nên làm ra trong tương lai không xa. Hay thưa quý vị, trạm không gian quốc tế ISS sắp tới sẽ đón nhiều khách du lịch từ trái đất lên tham quan. Những điều tưởng như khó xảy ra giờ đã nằm trong tầm khả thi của con người. Hàng trăm ngàn mảnh vụn không gian đang bay quanh trái đất và là mối đe dọa nguy hiểm đối với nhiều vệ tinh đang hoạt động cũng như trạm vũ trụ quốc tế ISS. Đầu tháng 12 vừa qua, cơ quan vũ trụ châu Âu ESA đã quyết định ký một hợp đồng trị giá tới 86 triệu euro, tức khoảng 102 triệu đô la Mỹ với một công ty khởi nghiệp của Thụy Sĩ để thu gom mảnh rác lớn trên quỹ đạo trở lại trái đất. Theo đó, thỏa thuận với công ty Clear Space SA sẽ dẫn đến sứ mệnh loại bỏ rác thải vũ trụ đầu tiên vào năm 2025. Tàu vũ trụ sẽ thu hồi, dùng các cánh tay máy chộp lấy và đưa mảnh vỡ trở về. Vật thể đầu tiên được chọn để đưa ra khỏi quỹ đạo là một bộ chuyển đổi trọng tải nặng khoảng 112 kg. Xu hướng du lịch vũ trụ được dự báo sẽ bắt đầu bùng nổ trong tương lai không xa. Theo dự kiến, khoảng cuối năm 2021 sẽ có 2 hành khách du lịch vũ trụ bay đến trạm ISS trên tàu Soyuz MS-20 của Nga. Thậm chí họ sẽ có cơ hội đón năm mới 2022 trên vũ trụ. Còn SpaceX dự định sẽ đưa 3 khách du lịch cùng với một phi hành gia kinh nghiệm đến trạm ISS vào nửa cuối năm 2021. Những thành viên trong đoàn sẽ có ít nhất 8 ngày sống trên ISS. Mỗi người sẽ phải chi trả tới 55 triệu đô la Mỹ cho chuyến du lịch vũ trụ này, chưa kể phần luyện tập và kiểm tra sức khỏe gắt gao. Hồi tháng 7 vừa qua, NASA đã công bố kế hoạch phóng một tàu vũ trụ không người lái tới sát tiểu hành tinh 16 Psyche, nằm trong vành đai tiểu hành tinh lớn giữa sao Hỏa và sao Mộc vào tháng 8 năm 2022. Tiểu hành tinh này có đường kính khoảng 200 km, được cho là chứa đầy kim loại quý và nickel, ước tính giá trị có thể lên tới 10 tỷ tỷ đô la Mỹ. Chinh phục những bí ẩn của vũ trụ luôn là khát vọng của con người, và nỗ lực suốt hàng chục năm qua của các nhà khoa học đã đưa đến những bước tiến vượt bậc trong khoa học không gian, để năm 2020 đánh dấu rõ nét cuộc chạy đua về thương mại vũ trụ, chứ không thuần túy là thăm dò như trước. Chuyên mục Nhìn ra thế giới xin tạm dừng ở đây. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin. Bản tin trở lại với phần tin trong nước. Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền thông tin chính sách pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, giới thiệu đến đại diện cộng đồng kiều bào những thông tin liên quan đến vấn đề quốc tịch Việt Nam cũng như tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, đại diện Sở Tư pháp thành phố giới thiệu những điểm mới của Nghị định số 16 ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ về thi hành luật quốc tịch Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến những vấn đề mà cộng đồng kiều bào ở nước ngoài quan tâm như vấn đề thôi quốc tịch, giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam, điều kiện và thủ tục xin giữ quốc tịch nước ngoài khi xin nhập hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam. Hội nghị cũng chia sẻ tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hiện nay, giới thiệu các thủ tục, quy trình thực hiện biện pháp cách ly, giám sát đối với người nhập cảnh vào Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các sở ban ngành liên quan đã trao đổi trả lời các thắc mắc của đại diện kiều bào và thân nhân kiều bào về những vấn đề liên quan đến công tác xuất nhập cảnh, thủ tục xin giữ hai quốc tịch, biện pháp cách ly phòng chống dịch, chính sách ưu đãi đầu tư, sở hữu bất động sản đối với kiều bào. Báo cáo chỉ số nữ doanh nhân 2020 của Mastercard cho thấy, lĩnh vực có nhiều phụ nữ làm việc nhất như là du lịch, bán lẻ hay ăn uống cũng chính là những lĩnh vực chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19 nhiều nhất. Điều này tuy rằng nằm trong bối cảnh chung của đại dịch, nhưng thực tế đã cho thấy, ngoài các hoạt động an sinh xã hội, thì điều phụ nữ cần hiện nay là quá trình chuyển đổi sáng tạo trong hoạt động phối hợp với các đơn vị sở ngành, quận, huyện, hội nghề nghiệp thông qua mạng xã hội, fanpage, diễn đàn, để cùng nhau vượt qua khó khăn. Từng làm tại một siêu thị trước khi xảy ra dịch COVID-19, sau dịch, chị Nguyễn Lâm Kim Hiền lâm vào cảnh mất việc. Tuy nhiên, với sự khéo léo thích ứng nhanh, chị đã tìm được một công việc mới tại doanh nghiệp này qua ứng dụng mạng. Về hoạt động của chị em phụ nữ trong hợp tác xã, thì họ cũng là đầu mối để mà có thể hỗ trợ cho hợp tác xã về vấn đề tìm kiếm nguồn nhân lực, cũng như là nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của người lao động, như là các xã viên, để từ đó mà hiểu rõ hơn và có thể là phát triển nhiều hơn về lao động tại địa phương, nhất là lao động nữ. Các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp hiện tại đang tích cực ứng dụng công nghệ trong quảng bá sản phẩm, kết nối với đối tác, người tiêu dùng. Bên cạnh đó còn nối kết với các doanh nghiệp cần tuyển dụng lao động,
với người lao động đang cần tìm việc làm. Do cái yếu tố người phụ nữ là mềm yếu, mềm dẻo nhưng mà lại có cái tính quyết liệt khi mà mình khi vào công việc kinh doanh á, trên đó cũng là một cái lợi thế so với lại nam giới khi mà ra kinh doanh, tức là mình mềm mỏng hơn, mình sẽ có khả năng uốn nắn những cái tình huống mà xử lý nó dễ dàng hơn người kinh doanh. Sau đợt dịch đó thì phải nói là cái cũng có cái sự rất là lo lắng đối với phụ nữ, nhất là những chị em mà làm những cái ngành nghề dịch vụ, thì làm sao những chị em phải biết được là doanh nghiệp mình sẽ cần cái gì, cần quản trị gì. Ví dụ như là những chị em phải nghĩ ngay đến cái chuyện mà mình nói là công nghệ 4.0 thì mình phải làm gì. Thì đây cũng chính là một trong những cái việc mà chúng ta ngồi lại để làm sao chúng ta tính đến cái việc mà khi nó có những cái khó khăn như thế thì chúng ta phải rẽ như thế nào để bằng những cái công nghệ hiện có để phát triển cái việc kinh doanh của mình. Phụ nữ đang có khoảng cách giới rõ ràng về kỹ thuật số trong thế giới ngày càng số hóa, lại thêm áp lực chăm sóc con cái. Những yếu tố đó khiến cho phụ nữ là đối tượng dễ bị tổn thương, nhất là tại các nền kinh tế như Việt Nam. Do đó, các chương trình giúp phụ nữ tăng cường kiến thức số sẽ giúp nâng cao khả năng, năng lực nói chung cho phụ nữ, ứng phó với nhiều tình huống khó khăn trong tương lai. Dù thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào giai đoạn của mùa khô, những đợt triều cường cũng đã giảm. Thế nhưng với gần 300 hộ dân thuộc phường 16 và phường 7, quận 8, một tháng trở lại đây vẫn đang khổ sở với tình trạng ngập úng cục bộ và ô nhiễm môi trường. Do chưa kịp nâng nền nên những bao cát này là giải pháp của gia đình bà Châu Thị Nở để ngăn không cho dòng nước đen tràn ngược vào nhà mỗi khi triều cường. Lớn nó triều cường nó cao lên á, rồi nó tràn vô. Tràn vô cái ở đây ở trong hẻm nó ai cũng bơm bơm ra thì cái nó không có thoát ra, cái nó tràn lên đó chú. Mà sáng cũng tràn đầy nè, người ta mới bơm bớt đó. Mà ở đây ai cũng bị ngập, cái nhà thấp thấp là ngập hết à. Người dân sống ven dòng kênh đôi thuộc phường 7 quận 8 cho biết, ở những tháng mùa mưa dù có ngập nhưng nước vẫn thoát rất nhanh. Tuy nhiên một tháng trở lại đây, do công trình kiểm soát triều Phú Định thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến biến đổi khí hậu giai đoạn 1 tạm dừng thi công, gây nên tình trạng ngập cục bộ. Là chỉ mới ngập nay chừng khoảng một tháng đổ lợi thôi, nhưng mà nó rút mấy bơm rút dây đi hết. Thì còn lúc trước thì có ngập rồi gặp triều cường không sao, rồi có mấy bơm. Một tháng nay là nước nó đen như vậy nè, đang nghịch như vậy nè, mà giờ tôi không biết có ai mà giải quyết. Theo nhà thầu chính, dù đã hoàn thành 93% tiến độ nhưng do thiếu vốn, công trình phải tạm dừng thi công. Để giải quyết tình trạng ngập cục bộ hiện nay, đơn vị sẽ tự ứng kinh phí để duy trì 12 trong số 20 máy bơm hút nước. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp ngắn hạn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân 24 quận huyện thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về lễ hội trong bối cảnh cuối năm với nhiều sự kiện lễ hội dự kiến được tổ chức. Theo đó, các đơn vị tổ chức các phương án về trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân và du khách, tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân và du khách, nghiêm túc thực hiện các quy định của nhà nước về tổ chức lễ hội. Ngoài ra, các đơn vị cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc. Tùy theo tình hình dịch COVID-19, Sở Văn hóa và Thể thao được giao phối hợp với Sở Y tế tham mưu chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng dịch theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2021. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội nghỉ liên tục 3 ngày từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 3 tháng 1 năm 2021. Trong đó, thứ 6 là ngày nghỉ lễ, thứ 7 và chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần. Các cơ quan đơn vị có làm ngày thứ 7 và chủ nhật, căn cứ vào kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, cơ quan đơn vị và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong ngày này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt.